Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Ngâm Thanh. À, trong video tối nay em sẽ thanh lý cho các bác hai cặp loa KME LV8. Đây là dòng loa full 20 được sản xuất tại Đức, bát neo tép neo chính hãng của Sika rất là xịn. Thì đây là cái dòng loa nhập khẩu cho nên là giá trị của nó rất là cao các bác nhé. À, trước đây cách đây mấy tháng thì mọi người cũng có biết rằng là cửa hàng em có về được uh, rất là nhiều, tầm khoảng hơn 450 cặp KME này. À, trong số đó thì cũng có những cặp còn lành, còn zin. À, số còn lại thì cũng có rất nhiều những cặp nó bị làm lại rồi nó mất uh, phân tần rồi là nó bị uh, hư côn nó cháy rồi các kiểu ở ừ, đây cái đó thì mà trong số đó thì cũng có rất nhiều những cái loa là tại thị trường trung quốc người ta cũng làm lại bởi vì đây là dòng loa nhập khẩu giá trị nó cũng khá là mắc tiền cho nên là bên đó người ta cũng sẽ làm lại người ta cũng có thay màng người cũng có thay côn người ta làm tuy nhiên người ta làm thì không được đẹp như ở việt nam thợ việt nam chúng ta làm cho nên là nó sẽ hơi lươm nhươm và cái những cái lô mà mà bị lai like và bị 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 uh, bị hư ấy, thì em thanh lý cũng khá là nhiều thì uh, ở đây là còn một cặp là zin một cặp zin ở đây là em đang giữ lại để chơi thì hôm nay cũng cũng gọi là xong sứ mệnh thì cũng sẽ đăng lên thanh lý cho các bác và một cặp thì nó đang bị lai like rồi à, một cặp thì nó bị lai like phân tần có nghĩa là cái lô này nó về thì thì có những cái như em nói có những cái cặp thì nó bị mất phân tần luôn đó còn bây giờ thì uh, em sẽ đi sâu vào chi tiết bên trong một lần nữa À, trước đây thì em có review rồi à, tuy nhiên thì bây giờ thì à, em tiếp tục em review lại để các bác có thể là mọi người chưa xem được cái clip trước thì mọi người có thể là hiểu rõ hơn về cái dòng loa KME này đây là dòng loa em đánh giá luôn tiếng rất là hay và công suất rất là lớn các bác nhé thì bên này các bác bên này là một cặp à, đang còn zin à, tất cả là zin bát chép zin phân tần zin thùng tất tần tật là có rất là đẹp bởi vì đây là cái dòng à, cái dòng loa dáng thùng loa full à, tuy nhiên thì đây là loại thùng mà không bao giờ hỏng đó em dùng từ là không bao giờ hỏng được. Bởi vì bản thân cái thùng của nó nó rất là dày và chắc. Thì bên ngoài bên ngoài nó sẽ được phủ một cái lớp nhựa PE các bác nhá. Lớp nhựa PE nó rất là cứng. Đó. Chứ nó chứ nó 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 không phải là sân sân sần của chúng ta hay nghĩ đâu. Cái này là dòng nhựa PE cho nên nó thậm gọi là chống nước hoàn toàn luôn các bác nhá. Chống nước hoàn toàn đó ở bên cái chuôi loa này thì nó cũng sẽ được 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 uh, gọi là một cái cái cần điều hướng đó, khi mà chúng ta cắm cái đường 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 dưới này thì chúng ta có thể điều hướng loa được đó đây gật gù hay luôn các ha, bác nhá đây là dòng uh, bassica mọi người nhìn này Bass 20 mọi người nhìn cái côn nó côn khá là lớn côn này là côn phải côn năm mấy các bác ạ đó để em quay sáng mọi người nhìn này côn này cũng phải là côn năm chín nhưng cũng không 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 phải là dạng vừa đâu nhá nó bắt 20 bắt neo và các bác biết rồi đấy đối với những cái dòng từ gọi là từ neonium thì nó là một trong những cái dòng nam châm cho một cái từ tính rất là cao Đó, cực kỳ cao luôn và đối với những cái dòng loa châu âu này được những nó do sản xuất tại đức này thì cái neo của nó nó là neo đẳng cấp luôn các bác nhé chứ không phải là là gọi là một chút thành phần nam châm đất hiếm đâu thì nó, người ta làm cái bắt neo khác những cái lòng kém chất lượng thì cũng có neo đấy tuy nhiên thì cái từ tính nó cũng sẽ ngon thua đó nên là nó cũng không, không, phải ok cho nên là không phải cứ từ neo là nó đẳng cấp với nó hay đâu còn với con loa kme lv 8 này thì nó sẽ cắt ở giải tần nó cắt từ 70 mươi các bác nhé cho nên là với con loa này thì chúng ta chỉ để lấy lời là đẹp nhất đó khi mà anh em chơi một cặp loa này kết hợp cùng một cục súp bắt 30 hoặc là một cục súp đẳng cấp nữa thì có con Yamaha S1000 à, của em nó bán vừa rồi thì nó sẽ phủ cho mọi người ở không gian 30 35 mét vuông cực kỳ đẳng cấp luôn. Tiếng nó rất là bay rất là hay nhá. Vì con này trông vậy thôi các bác. Loa này trông vậy thôi nhưng công suất rất là lớn. Đây em đi sâu vào cái thông số kỹ thuật cho mọi người xem nhé. Đây. Đây KME LV8 này. Đây công suất của nó là 250W các bác nhá, công suất rất là lớn. Và con này cái loa này là được sản xuất tại Đức chứ không phải là là sản xuất ở đâu các bác nhá. Đây là sản xuất ở Đức. Và với những cặp loa cao ME LV8 hoặc là LV12 này ấy, khi mà anh em tra trên eBay gọi là những cái trang web của 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 châu Âu ấy thì nó sẽ dao động vào đấy đâu đấy từ từ 400 từ 400 cho đến 650, thậm chí là có những cặp nó lên tới 800, 850 euro ở cho một cặp loa cao ME này. Đó, quy dương tiền Việt của mình thì nó cũng rất là đắt Chưa tính cái tiền vận chuyển về Cho nên đây là những cặp loa nó phải nói là rất là quý các bác nhá Đây mọi người nhìn cái chất thùng này Đó, Nó phủ kín luôn các bác Nó phủ kín luôn cho nên là Muôn đời luôn là không bao giờ nở với chữa hư cái thùng này được Cái thùng này thì sẽ không bao giờ hư Đó bông tư âm Đây cái, cái cặp này nó bị live phân tần này các bác nhá Đây cặp này nó live phân tần này này Đó Phân Đó, tần mất rồi thì thì Có đóng phân tần khác nhá con này live phân tần còn bát uh, tép đây con này bác cũng làm lại rồi nhá à, cặp này bác cũng làm lại rồi này nhưng mà tiếng nó cũng còn rất là hay các bác nhá chứ không phải là, là làm lại là, là, là mất đi đâu à, không phải đâu bởi vì là ở trên cái 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 củ bát của cái loa ấy thì em đánh giá cũng nói chia sẻ luôn rằng là cái củ từ nhất là cái từ và cái màng mới là những cái nó cực kỳ quan trọng còn những cái côn ở cái gân thì nó là chuyện bình thường thôi đó là theo uh, cảm nhận của em sau khi em làm rất là nhiều em có thay đổi khá là nhiều và em nắm bắt được thì em cũng sẽ chia sẻ như vậy đó còn cái tép này cái tép neo này thì nó là màng titan màng titan cho nên là cái tiếng tép ra nó phải nó rất là sáng rất là sướng các bạn nghe màng titan mà nó rất là sướng kể cả cái cặp bát 30 lb 12 ấy. thì con tép nó cũng sử dụng con tép này thì các bạn nhé cũng cho cũng chỉ to bằng cái này thôi chứ cũng không có hơn đâu đó phải ô hình oval oval này thì nó sẽ điều một cái hướng nó 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 cái độ phủ nó rất là rộng đó mọi người nhìn cái những cái, cái 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 bát cái cái tép nó sướng không từ nào các bác nhá bắt nào tép neo luôn thì con này là là, là uh, gọi là hàng làm lại rồi làm lại và còn lai like cả phân tần nữa đó nên là em thanh lý à, cặp này thì em thanh lý ngày trước thì em thanh lý những cặp như thế này là ba uh, 3 triệu thì thì uh, hôm nay có một cặp nhá một cặp nó bị lai like như thế này còn thùng vách là cực đẹp các bác nhá đó cá đó thì cặp này em thanh lý cho mọi người là 2 triệu 700 nghìn đó bác nào mà mà có nhu cầu thì lấy những cặp này về anh em làm lời cực kỳ sướng công suất lớn tiếng rất là hay em nói thẳng luôn tiếng rất là hay nhá còn với cái cặp này cặp này thì đang còn zin này thì cho mọi người xem lại chi tiết bên trong một chút đó bát zin này màn zin này côn cũng zin nhá các bác nhá côn zin này phân tần mọi người nhìn cái phân tần đó này với những dòng loa châu âu ấy, thì cái đặc trưng của nó mọi người quan sát nó sẽ có một cái bóng đèn để đem bật cái điện lên để mọi người quan sát nó dễ hơn Ở hôm nay quay trong phòng nó 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 hơi tối đấy mọi người nhìn thấy chưa có một cái bóng đèn đó bóng đèn nó còn nguyên lò xo so đang còn nguyên nhá cái 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 mê xo so đang trong còn nguyên nhá còn đây là phân tần nó này đó, mọi người nhìn phân tần đó chưa tụ này cuộn cảm này hai con trở này nó phải nó là cực chất luôn đấy nó VL8 xin lỗi các bác đây là con VL8 nhé, chứ không phải LV8 Là em nó đọc nhầm và bông tiêu âm của nó là sẽ dùng cái sợi thủy tinh màu trắng như này Đó. bát zin tép zin thùng cực đẹp và con này thì em nói rồi tiếng nó hay lắm anh em em cũng có một clip test rồi đấy khi mà kết hợp nó cùng với lại một quả súp điện uh, bát 30 của JBL thì thực sự ra là ở một cái không gian phòng 30 35 mét vuông anh em chơi thoải mái luôn. Anh em chơi thoải mái luôn đấy. Nhưng mà con này không thể nếu mà chơi thì không thể không có súp. Đó em cũng xin khuyến cáo nhé chứ không phải là cứ loa châu Âu thì là anh em đánh không cần súp đâu. Kể cả bắp 30. Cái con loa loa, loa, loa KME VL12 cũng vậy là bắp 30. Nó cắt từ 60 Hz trở lên. Đó, nó cắt từ 60 Hz cho nên là nó cũng không có chân bắt cho nên là anh em đừng bao giờ mong chờ rằng là cứ nghĩ rằng loa đắt tiền, loa châu Âu nó đắt tiền là tiếng bắt nó căng, không có căng đâu các bác. Công suất nó lớn ok. Nhưng mà nó sẽ nó gọi là là cái độ chi tiết đó, cái độ sáng độ bén của cái loa này chứ không phải là tiếng bát nhé Ok cái cái như anh em mua những cái cặp loa OHM là LV4 chẳng hạn của, của của anh ấy thì mọi người biết là xương sắt nó gần như là không có chân bát luôn nó cắt đâu đó cũng từ 65 70 hz rồi bắt 30 cho nên là anh em khi mà anh em bắt cái tiếng mic vào anh em nghe rất là sướng nhưng mà để, để đánh không ấy, thì mọi người nghe sẽ rất là chán bởi vì nó hầu như là không có chân bát thì cặp loa này cũng vậy các bạn đã cắt từ 70 hz rồi nó sẽ không còn chân bắt cho nên là anh em chơi có thể là phối ghép thêm hoặc là các bác chơi với một cục súp nữa đó là một sự uh, chơi đẳng cấp luôn đấy một sự đẳng cấp luôn anh em chơi kiểu này thì phối ghép nó chơi một cái độ tinh tế độ nhẹ nhàng thì nó tuyệt vời có riêng con lo cao mà em này còn với cái cặp loa là... nguyên zin các bác nhá nguyên zin nhá thì em uh, thanh lý cho mọi người với giá là 5 triệu đồng 5 triệu đồng thì bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với hoàng em thanh số điện thoại 0908 một một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo